Và bây giờ là cơ hội cho Đà Nẵng Dragon, Tristiaker đường chuyền 2 điểm cho Darren Miller. Và đường chuyền cho Mike Bell. Tình huống đột phá vào trong, lên rổ và 2 điểm tính dành cho Mike Bell. Tình huống spin move rất hay của Mike Bell. Không vào, Darren Miller phản công, Huỳnh Thanh Tâm lên rổ. Quá dễ dàng cho Đà Nẵng Dragon ghi 2 điểm nữa. Mike Bell làm gì đây? Tình huống ném trung bình của Trần Ngọc Tân trong, không, đó là một pha đột phá và 2 điểm tính dành cho Trần Ngọc Tân. Rất điểm tĩnh dành cho cầu thủ áo số 23, Nguyễn Văn Hùng. Và khi đã có hai lỗi cá nhân thì huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã rút Nguyễn Văn Hùng ra và thay vào cầu thủ mang áo số 19 vừa vào sân, và anh đã lập công với một pha bắn 3 điểm rất tốt. Hai tình huống hiểm trợ, anh vẫn rất điểm tĩnh. Sang Đình thực hiện pha ném trung bình, 2 điểm tính dành cho Sang Đình. Một tình huống ném rất ngọt ngào của Sang Đình là phòng thủ rất tốt. Và đường chuyền Triệu Hán Minh, một tư thế rất khó khăn, nhưng lão tướng Triệu Hán Minh vẫn xoay người để thực hiện một pha bắn rổ bật bảng ghi 2 điểm cho Đà Nẵng. Và Sang Đình với 2 điểm thành công. Tiếp tục là một pha ném trung bình đến từ Sang Đình, người đã bắt đầu thực hiện những pha ném này nhiều hơn rất nhiều trong mùa giải năm nay. Tốc độ trận đấu đang diễn ra rất nhanh. Lại thêm một pha bắn 3 chút sáng nữa của Triệu Hán Minh. Một pha bắn 3 ở góc không độ. Một pha steal rất tốt của đội công. Anh làm gì? Và một pha lên rổ hiệu quả của số 1 bên phía Hà Nội Buffalo. Bóng lên và lên rổ. Một xử lý thông minh của cầu thủ áo số 1, và đây là Christianer. 2 điểm tính dành cho đội bóng chủ nhà. Tốc độ của trận đấu đang diễn ra rất nhanh và hai đội luân phiên ghi điểm. Đinh Tiến Công bắn 3 vào rổ rồi, quá ngọt ngào. Bây giờ là cơ hội cho cầu thủ Hà Nội. Lại thêm một pha bắn xa nữa của Đinh Tiến Công. Và tiếp tục là một tình huống ném ở góc 45 độ, hai tình huống ném 3 điểm liên tiếp của Đinh Tiến Công. Trời rất vào tay với cảm giác ghi điểm tuyệt vời. Sơn Minh Tâm, ngay lập tức Sơn Minh Tâm cũng đáp trả với một pha bắn 3 rất chuẩn xác. Bèo. Cho đến thời điểm này thì Mike Bell vẫn chưa để lại dấu ấn nào. Một pha chúng tôi vừa nhắc đến anh thì anh đã xuất hiện. Rất tuyệt vời và đăng dù sở trường của mình. Bây giờ là Darren Miller. Ngay lập tức thì Darren Miller đã đáp trả. Trung tâm chuyển cho anh Nguyễn Hoàng Tuấn. 3 điểm tính rất tuyệt vời dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn, cầu thủ mang áo số 12. Đà Nẵng Dragons một cơ hội phản công cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Và hai điểm đầu tiên của hiệp đấu thứ hai đã thuộc về đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, và đó cũng là hai điểm đầu tiên của Nguyễn Tiến Dương ở trong trận đấu này. Darren Miller đánh chuyển cho Christianer. Tình huống đánh dưới rổ và có hai điểm rất tuyệt vời, rất nỗ lực dành cho Christianer. Vâng, và chúng ta có thể thấy là hai tình huống vừa rồi Sang Đình cùng chạm bóng thì Hà Nội Buffalo gặp khá nhiều khó khăn. Christianer quyết định đột phá. Một pha lên rổ dự bản rất hiệu quả của Christianer. Christianer quyết định đột phá, trả bóng ra ngoài, bắn pha ở góc chính diện, đó là pha bắn pha thành công của Triệu Hán Minh. Là một tình huống mà cầu thủ Hà Nội Buffalo đang thi đấu rất cá nhân và không có lối thoát trong tấn công của mình. Rất may mắn là đã có Mike Bell với một tình huống offensive rebound. Kể từ đầu trận đấu đến giờ thì Hà Nội Buffalo đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi điểm, trong khi thì Đà Nẵng Dragons có lẽ là một trong những bóng mà chúng ta có thể nói là kẻ 10 hộp sữa, kẻ không hộp nào. Không thành công, bỏ qua cơ hội ghi điểm rất đáng tiếc của Đinh Tiến Công. Và ngay lập tức đây là Darren Miller. Vâng, và chắc chắn là anh sẽ không bỏ lỡ tình huống này. Thứ hai thì Hà Nội bắt đầu đang thi đấu như gà mắc tóc, và lại một tình huống suýt để mất bóng của Sang Đình. Hãy cùng chờ xem là tình huống gọi hội ý của huấn luyện viên Eric Westling có gỡ được tóc này không. Và đó là 3 điểm tuyệt vời của Bùi Thế Hà. Mà chúng ta không được nhìn thấy một tình huống ném phạt. Và theo những gì mà chúng tôi nghe được ở chân sân cũng là như vậy. Có vẻ như là Darren Miller và Sang Đình đã có những huống tranh cãi và thì về phần trình diễn của hai ngoại binh, điều mà chúng ta đã nhắc đến từ đầu trận đấu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và rõ ràng thì Darren Miller thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều. Một lần nữa chúng ta thấy Darren Miller đã tận dụng rất tốt những đợt phản công của Đà Nẵng Dragon. Trong khi đó, ấn tượng để lại của Mike Bell chỉ là hai tình huống đăng rổ. Điều chuyện rất tốt, Trần Đắc Hiển bắn rổ cự ly trung bình. Quá ngọt tay. 2 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragon và họ vẫn đang duy trì tỷ lệ field goal của mình là khá tốt. Trận đấu vẫn đang rất giằng co. Mike Bell, 2 điểm tính tuyệt vời dành cho Mike Bell. Mike Bell và phối hợp rất tốt giữa các cầu thủ Tiến Dương, Thái Hà và người ghi điểm cuối cùng là Mike Bell. Đấu ngày hôm nay
huống đẩy bóng nhanh và pha ném của Nguyễn Hoàng Tuấn, và điểm tính rất tuyệt vời dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Rất nhanh, Triệu Hằng Minh trả bóng ra ngoài, pha bắn rổ ở góc không độ. Quá tuyệt vời cho Hoàng Tuấn. Rebound tốt của Triệu Hằng Minh dẫn đến một cơ hội phản công cho Đà Nẵng Dragon. Lại thêm một pha lập công nữa của Tuấn Nhỏ. Nói thì họ chỉ để cách cược bóng Đà Nẵng Dragon có một trận thắng mà thôi. Nếu thắng Đà Nẵng Dragon ở trận đấu này thì hai đội lại có tỷ số đối đầu ở trên bảng xếp hạng đều là 2-3. Và đây là đinh tiến công rất khéo léo ghi hai điểm. Hai điểm của Tuấn, và có lẽ huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh sẽ không thích một chút nào, bởi vì nó đã mang lại một tình huống ném 3 điểm thành công dành cho Sang Đình. Và đây là một pha ném chống chài hơn, 3 điểm tính dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Như thế từ đầu trận của Hoàng Tuấn, Phan đã ghi được cho mình tổng cộng 15 điểm. Và Sang Đình cũng tỏa sáng rất kịp thời. Nỗ lực của Mike Bell, và có điểm cho Mike Bell hay không? Đó là 2 điểm dành cho Mike Bell. Khá vất vả của mình, Nguyễn Hoàng kể từ đầu một giải đến giờ vẫn chưa thực hiện được pha ném 3 điểm thành công nào chăng. Và đó là một câu trả lời đến từ Daryl Miller. Anh đã ghi được cho mình 16 điểm. Đình tiến công rất nỗ lực, và đó là một pha lật đổ thành công của Đình tiến công. Đầu hiệp thi đấu thứ 3 cho đến nay, và đây lại là Daryl Miller. 3 điểm tính dành cho Daryl Miller. Sân bên tập Chris Decker. Lúc này thì Văn Hùng lại trở về băng ghế dự bị. Và đây là Mike Bell đối đầu với Chris Decker. Có 2 điểm dành cho Mike Bell. Không quá khó khăn khi mà Mike Bell có một chiều cao vượt trội hơn. Đối mặt với Mike Bell, đường chuyền cho Triệu Hoàng Minh. Và đó là pha lật rổ hiệu quả của Triệu Hoàng Minh. Ông như nhìn Daryl Miller trong tình huống vừa rồi. Còn đây là đinh tiến công với một câu trả lời và 2 điểm tính dành cho tình huống phản công nhanh. Cách đưa bóng bật bản, nhưng bóng đã bật ra không như ý của Sang Đình. Một tình huống chính biến tốt của Daryl Miller. Và đây là Hoàng Tuấn, 3 điểm tính dành cho Hoàng Tuấn. Khi đã bóng đã đi vào rổ thì không cần biết là có cần hài lòng hay không. Và đó lại là câu trả lời của Đường Quang Anh. Mai Bèo, bóng trở về Mai Bèo. Rất chống trải để thực hiện pha bắt rổ. Và bóng đã vào rổ rất ngọt ngào. Cùng một sự mệt mỏi khi mà anh phòng ngự thực sự không chắc chắn và không dám có những tình huống mạnh dạn dứt điểm giống như trước đó. Còn đây là Mike Bell, vẫn rất già và rất gần. Tình huống spin move ném fade away. Anh phòng công độ không thành công. Cơ hội cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo, lại là pha lập công của Đinh Tiến Công. Gây áp sát đến từ đội bóng thủ đô. Chris Decker lên rổ. Quá dễ dàng dành cho Chris Decker. Vậy là đã không có tình huống dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Và đây là Triệu Hán Minh, 3 điểm tính dành cho Triệu Hán Minh. Là Sang Đình, Tiến Dương bắn 3. Quá tuyệt vời. Những pha bóng rất bản lĩnh, rất hiệu quả của các cầu thủ cả hai đội. Là Daryl Miller, không có điểm dành cho Daryl Miller rồi. Nhưng đây là 2 điểm tính dành cho Daryl Miller. Big Bang của Đà Nẵng Dragon đang tỏ ra khá hiệu quả ở khu vực dưới rổ. Sang Đình, một tình huống đột phá và ghi điểm của Sang Đình. Sang làm gì đây? Chuyền cho Đinh Tiến Công, không có điểm nhưng đã có điểm dành cho Mike Bell. Sang Đình, Quang Anh và bắt đầu 3 điểm. Vâng, và chúng tôi vừa nói rất khó san bằng xong. Tình huống như bóng rất thông minh của Chris Decker. Lên rổ rất ấn tượng. Sang Đình làm động tác giả, chuyền bóng cho Mai Bèo. Và đăng rổ quá dễ dàng cho Mai Bèo. Dành cho Daryl Miller. Hà Nội Buffalo làm gì đây? 2 điểm tính dành cho Mai Bèo. Và đây là thời điểm rất quan trọng, khoảng cách chỉ còn 3 điểm. Văn Hùng đã để mất bóng. Và tình huống mà bị cướp bóng rất đáng tiếc của Văn Hùng. Và bây giờ là Đinh Tiến Công. 2 điểm cho Đinh Tiến Công. Vâng, và 88 đều, một con số rất đẹp. Có được hay không thì là một câu chuyện khác. Đã để mất bóng rồi. Sang Đình, Sang Đình, 2 điểm tính dành cho Sang Đình. Và như vậy là Hà Nội Buffalo đã có cuộc lội ngược dòng thành công cho đến thời điểm này của trận đấu. Hà Nội Buffalo họ chỉ cần pha bóng lên bao và đẩy bóng lên thôi. Như vậy là bóng đã đi vào rổ, mặc dù Hành Tinh Cầm đã chủ động ném ra ngoài đều không thành công. Bỏ qua cơ hội giúp cho Đà Nẵng Dragon vượt lên những điểm. Và đó là 2 điểm với pha ném trung bình của Sang Đình với cầu thủ mà áo số 32. Và đây là Nguyễn Hoàng Tuấn, 3 điểm tính dành cho Nguyễn Hoàng Tuấn. Chất băng ở trong máu của mình,
anh ném quá lạnh lùng. Và đây là Mike Bell. Vâng, quá tuyệt vời. Còn Hà Nội Buffaloes đang là đội bóng dẫn trước. Và đây là pha bóng phạt công nhanh. 2 điểm tính dành cho Đinh Tiến Công. Sandin. Pha lăn rổ không thành công của Sandin, nhưng ngay lập tức đã có Mike Bell. Vâng, đó là một pha ném quá khó của Mike Bell. Và đây là Triệu Hoán Minh. Chắc chắn là có 2 điểm cho Triệu Hoán Minh rồi. Sang Đinh chuyền cho Nguyễn Tiến Dương. Ta vẫn chưa nhìn thấy Mike Bell trong, nhưng đây là Sang Đinh. Và có 2 điểm dành cho Sang Đinh. Điểm dành cho Đường Quang Anh. Và đây chắc chắn là điểm rồi. Tuấn Nhỏ ghi 2 điểm và có 2 điểm dành cho Đà Nẵng Vegas. Quả trọng cho Mike Bell. Chúng ta chờ xem có phải như vậy không. Quyết định đột phá. Lên rổ thành công. Một pha thi đấu rất quyết đoán của số 88 bên phía Hà Nội Buffalo. Cùng nhau chuẩn bị đến với phần phỏng vấn cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu ngày hôm nay, đó chính là Mike Bell.